Kiev lâm nguy, Tổng thống Ukraine nhất quyết ở lại. Các vụ nổ được báo cáo ở thủ đô Kiev, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ ở lại thủ đô. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lo ngại Kiev có thể bị bao vây trong những giờ tới. Đài CNA ngày 25 tháng 2 đưa tin một loạt vụ nổ được nghe thấy ở thủ đô Kiev, Ukraine. Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Anton Herashenko, cho biết đó là âm thanh của hệ thống phòng không bắn trúng một máy bay địch. Theo đó, Lực lượng Ukraine đã hạ một máy bay trên không phận Kiev vào sáng sớm ngày 25 tháng 2 giờ địa phương. Máy bay sau đó đâm vào một tòa nhà dân cư và bốc cháy. Không rõ máy bay có người lái hay không. Ông Herachenko viết trên Telegram rằng một tòa nhà dân cư chính tầng đang bốc cháy và Nga đã nối lại cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình vào Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hai lực lượng bộ binh Nga chỉ còn cách Kiev khoảng 32 km. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lo ngại Kiev có thể bị bao vây trong những giờ tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ ở lại Kiev bất chấp việc quân đội Nga tiến về phía thủ đô trong cuộc tấn công lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Cáo buộc Nga đang nhắm mục tiêu vào mình và gia đình. Tổng thống Zelensky tiết lộ gia đình ông đang phải bỏ trốn. Ông cũng cho biết các nhóm phá hoại Nga đã vào Kiev và kêu gọi người dân cảnh giác. Khoảng 100.000 người Ukraine ở các thành phố lớn đã bỏ trốn. Hơn 130 người được báo cáo thiệt mạng và ít nhất 300 người bị thương trong ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraine. Đài ABC News ngày 24 tháng 2 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại, đồng thời cảnh báo quân đội Ukraine khó chống lại được lực lượng hùng mạnh của Nga, nhất là từ trên không. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU đã phê duyệt gói trừng phạt mới nhắm vào Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ bắt điện Kremlin chịu trách nhiệm về hành động của mình. Các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm mục tiêu 70% thị trường ngân hàng Nga và các công ty nhà nước quan trọng, bao gồm cả quốc phòng, điều này sẽ làm tăng chi phí vay của Nga, tăng lạm phát và dần dần trì hoãn lĩnh vực công nghiệp của Nga.